Tử vi tuổi Đinh Dậu 1957, tháng 4 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, một số lý thuyết khoa học mới nhất giúp chúng ta hiểu được người xưa xây dựng nên thuật phong thủy đều dựa theo các nguyên lý. Cho nên, ngày nay chúng ta đã nhận ra rằng vạn vật trong vũ trụ đều không đứng yên. Chúng vận động theo một quy luật nhất định, từ đó có thể dự đoán được vận mệnh của con người thông qua những dấu hiệu nhất định. Các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận của con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên, các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì quy luật ngũ hành, tử vi cát hung của những gia chủ tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị hãy nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy trong video ngay sau đây của chúng tôi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của những gia chủ tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong tháng 4 âm lịch, thì chúng ta hãy cùng điểm qua về tổng quan của tuổi Đinh Dậu trong tháng này. Người tuổi Đinh Dậu là người sắc sảo, hóm hình, tài năng và quyết đoán. Tuổi Đinh Dậu thích phiêu lưu và không ngừng tìm kiếm những miền đất mới để thám hiểm và thử thách chính mình. Thường thì họ sẽ thành công nhờ trí thông minh và sự hợp lý. Tính cách kín đáo và sự kỳ vọng quá cao ở những người khác khiến tuổi Đinh Dậu không thích giao du với quá nhiều loại người. Họ chủ động và nhiệt tình, cởi mở, giao tiếp rộng rãi. Họ là người tinh tế một cách tự nhiên và hết sức cuốn hút trong phong cách. Họ chú ý tới hình thức của mình nhiều hơn tất cả các tuổi Dậu còn lại. Họ coi vẻ ngoài là tài sản quý và dành nhiều thời gian để chăm chút. Tuổi Đinh Dậu tự hào về cách ăn mặc có phần bóng bẩy và đặc biệt chú ý giữ gìn hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Ngoài ra, những người sinh năm Dậu nói chung có tính logic, sự trung thực và năng lực làm việc hết mình là những điều quan trọng hơn cả. Họ thường không bằng lòng với những người không có đủ các phẩm chất nói trên. Tuy nhiên, với tuổi Đinh Dậu thì mọi chuyện lại hơi khác. Như khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau, họ có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm giúp tuổi Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Quý âm thủy gặp Dậu âm kim nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí. Nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Đinh Dậu cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Để may mắn thành công, các gia chủ tuổi Đinh Dậu nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa của Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng tích cực, xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của người tuổi Đinh Dậu trong tháng 4 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận. Sự nghiệp của những người tuổi Đinh Dậu vẫn không khởi sắc trong tháng 4 âm lịch. Bản mệnh có thể bị tiểu nhân hãm hại, xem pha, khiến bản mệnh khó có thể thể hiện được khả năng thực tế của mình, để lỡ mất cơ hội học hỏi
và thăng tiến. Bản mệnh hãy hết sức giữ bình tĩnh, chớ nghĩ đến việc làm hại người khác, bởi làm vậy là có hại cho chính mình. Xem tử vi 2021 còn cho thấy tháng tư âm lịch, đường công danh, sự nghiệp của tuổi Đinh Dậu không được thuận lợi. Bản mệnh hay thay đổi, không xác định được rõ ràng mục tiêu của mình. Hễ thấy khó khăn là sẽ lùi bước, nên không đi được đến bước cuối cùng. Bản mệnh thiếu sự kiên trì và quyết tâm, khiến cho công việc có phần bấp bênh, không được ổn định. Nhưng chú gà cần phải xác định lại mục tiêu, phương hướng phát triển sự nghiệp của mình. Nếu không e rằng sẽ chỉ dậm chân tại chỗ, thậm chí là đi lùi. Ngoài ra bản mệnh chớ nên đưa ra bất cứ quyết định vội vàng và cần phải bình tĩnh để có những lựa chọn sáng suốt nhất. Bước đường sự nghiệp càng khó khăn thì càng phải thận trọng. Để không bị tiểu nhân ám hại, những gia chủ tuổi Đinh Dậu nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí được coi là vật phẩm phong thủy hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chắt lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Thứ hai, về mặt tài lộc. Theo tử vi tài lộc tuổi Đinh Dậu năm 2021, tài chính của bản mệnh không có nhiều biến động trong tháng tư âm lịch. Tuy nhiên, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, tránh tình trạng bị tiểu nhân hãm hại, gièm pha, để lỡ một cách đáng tiếc những cơ hội để phát triển. Ngoài ra tháng này, những người tuổi Đinh Dậu đang có phần ưa hưởng thụ quá đà. Tiền bạc kiếm được không nhiều, lại không tiết kiệm thì tiền vào nhà cũng như muối bọ bể. Bản mệnh hầu như tiêu tiền cho những thói quen phù phiếm, những sở thích có phần hào nhoáng quá mức, không thích hợp với điều kiện hiện tại của bản thân. Đó chưa kể đến chuyện công việc của tuổi Đinh Dậu trong tháng tư này bấp bênh, thu nhập cũng không được ổn định. Cứ mãi bóc ngắn, cắn dài thì chắc chắn sẽ có lúc lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần, vay mượn khắp nơi. Cho nên bản mệnh cần phải lập lại kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không thích đáng. Đồng thời, cần phải nhìn xa, trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mình mà về sau lại phải hối hận. Để thành công và thuận lợi, những gia chủ tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, hộ thân, tam giác, khai vận. Đây là vật phẩm được hầu hết thầy phong thủy sử dụng để hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Đối với tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, tình yêu và mối quan hệ vào tháng này cũng có thể tốt đẹp. Mâu thuẫn của bạn và người đó có thể được hòa giải trong thời gian này. Tuy nhiên, trong gia đình sẽ gặp một số xích mích, to tiếng với con cái trong việc học hành, chọn ngành nghề sau này. Hãy lắng nghe nguyện vọng và mong muốn của con. Để may mắn hơn trong chuyện tình duyên, cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, tị, dậu, sửu. Vật phẩm có tác dụng hộ thân, chiêu cát lành, vận quý nhân và tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, vật phẩm còn giúp bản mệnh tăng cường sức khỏe, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe không phải là vấn đề mà tuổi Đinh Dậu quan tâm hàng đầu trong thời gian này. Bản mệnh vẫn giữ cho mình tinh thần lạc quan, vui vẻ, dù có nhiều áp lực đè nặng trên vai. Tuy nhiên, bản mệnh cần tìm cách giải quyết sớm những vấn đề tồn đọng, tránh để đêm dài, làm mộng, có thể gặp phải sự cố, tai họa bất ngờ. Kinh phong thủy Gia Cát cũng nhắc nhở tuổi Đinh Dậu cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe cho thật tốt. Bản mệnh có thể dễ dàng thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Đinh Dậu cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả
trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 4 âm lịch để quý gia chủ tuổi Đinh Dậu có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4, tức ngày 12 tháng 5 đến ngày mùng 9 tháng 6 dương lịch. Tháng Quý Tỵ có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu và Dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí. Trong tháng này, bản mệnh cần chú ý tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 8 tháng 4, tức ngày 19 tháng 5 dương lịch, nạp giáp, đinh mão. Thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 4, tức ngày 31 tháng 5 dương lịch, nạp giáp, kỷ mão. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt có thể để công việc được thuận lợi. Ngày 9 tháng 4 âm lịch, tức ngày 20 tháng 5 dương lịch, nạp giáp Mậu Thìn, nạp âm Đại Lâm Mộc. Thứ hai, ngày 21 tháng 4, tức ngày 1 tháng 6 dương lịch, nạp giáp Canh Thìn, nạp âm Bạch Lạp Kim. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi tuổi Đinh Dậu trong tháng 4 âm lịch. Hy vọng rằng với những kiến thức mà chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi đến hết chương trình. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc có vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh nhất. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.